Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta tiếp tục đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nha, một tập ngắn thôi. Tập số 240. Mình cũng đã thông báo nhiều lần là anh em mà muốn biết hôm nay có ra chuyện hay không thì các bạn cứ vào page MC Tiến Phong Official để các bạn có thể cập nhật cái tình hình hôm nay mình có đọc hay không nhá. Để các bạn tránh các bạn hỏi nhiều rồi thì inbox thất vọng hay gì thì thực sự là mình có thời gian mình mới đọc. Không có thời gian thì mình không đọc được. Mình nói rất rất nhiều lần rồi, anh em toàn bỏ qua đoạn đầu thôi. Đó là fanpage MC Tiến Phong, không đọc thì mình sẽ thông báo là không đọc. Anh em đỡ phải chờ, đỡ phải trách mình là hôm nay không đi chơi với người yêu để ở nhà nghe chuyện. Đấy, cái đấy không trách mình được đâu. Nhá. Còn bạn nào mà thích đọc trước chuyện này thì các bạn có thể tìm nhóm dịch giả Tiêu Dao, bộ truyện Lược Thiên Ký. Các bạn chắc chắn là các bạn mất phí rồi. Mất phí thì các bạn có thể đọc được trước, mua bản dịch trực tiếp của nhóm dịch. Cái này thì mình không biết là các bạn có bán hay không, hoặc là các bạn mất phí trên web. Nói chung là nếu mà muốn đọc thì phí các bạn bỏ ra cũng tương đối đấy. Còn với bản thân mình thì mình phải bỏ phí chắc chắn là lớn hơn rất nhiều để mình có thể được đọc audio phát hành ở trên YouTube. Thì lại cũng rất mong các bạn nếu mà có thể ủng hộ Phong có thêm chút chi phí để mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 240. Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, một trong tam đại tiên thuật của Viên Gia. Tục truyền thời kỳ thượng cổ, tổ tiên Viên Gia đã từng lấy Ngũ Lôi Pháp này dẹp yên yêu loạn, uy chấn thiên hạ. Mà từ đó bắt đầu, Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp cũng một mực được thế gian ca tụng là thuật pháp khắc chế yêu tà ma quái nhất. Lúc này Phù Tô công tử truyền môn thi triển tiên thuật này đến trấn áp Phương Hành, kỳ thực cũng có ám chỉ Phương Hành là tà ma, mà mình thi triển tiên pháp trấn áp yêu tà, cảnh giới tối cao có thể dẫn động năm đạo thiên lôi, uy lực tầng tầng tăng dần, chính xác có được thần uy dẹp yên thế gian, trấn sát tiên nhân. Bây giờ Phù Tô công tử chỉ có thể dẫn ba đạo thần lôi, nhưng đã là cực kỳ đáng sợ. Viên gia ngoại trừ Viên lão thần tiên tu thành tiên pháp này thì ngay cả Viên gia gia chủ và Viên Thiểu Mặc cũng không lĩnh ngộ được. Các tu sĩ suy đoán Viên lão thần tiên tán thưởng Phù Tô công tử, nói Viên gia có người kế tục hẳn chỉ là phương diện này. Ba đạo thiên lôi, một đạo hơn một đạo, nếu đạo thiên lôi thứ ba bổ trúng thì ngay cả Phương Hành cũng phải lâm trận nuốt hận. Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu nhìn về phía Phương Hành, đáy mắt tinh quang lấp lóe. Hắn ngược lại muốn xem tiểu ma đầu này né qua một chiêu này như thế nào. Nếu là hắn ngăn cản đạo thần lôi thứ ba, cũng chỉ có thể né tránh hoặc là tế lên pháp bảo ngăn cản, tuyệt đối sẽ không đi gượng chống. Mà tiểu ma đầu kia đã bị hai đạo thần lôi bức vào góc chết, bây giờ trong tay trống rỗng, nhìn cũng không có ý tứ tế lên pháp bảo, chả lẽ muốn bị thần lôi chấn sát. Giờ khắc này hắn lại có tâm tư muốn nhắc nhở Phù Tô hạ thủ lưu tình, lưu tiểu ma đầu kia một mạng, cố nén mới không có nói ra miệng. Dù sao bằng bản lĩnh của tiểu ma đầu kia, nếu trực tiếp chôn vùi ở nơi này hình như rất không có khả năng. Bất quá để hắn có chút hiếu kỳ là Phương Hành lại thành thành thực thực chắp tay ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn thần lôi. Lực lượng tiên anh. Thẳng đến thần lôi sắp hạ xuống, Phương Hành mới thấp giọng nở nụ cười, sau đó đằng không bay lên. Không giống Viên Linh Tiêu nghĩ, lần này Phương Hành không có ý đồ né tránh, cũng không có tế pháp bảo đón đỡ, hắn lại trực tiếp xông lên giữa không trung, thẳng đón thần lôi. Sau đó người ở giữa không trung khí cơ đại biến, ở trên người ma khí quần quận hiện hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, trên một cánh tay có thanh kiếm tản ra khói đen. Nhìn thần lôi to như là thùng nước, Phương Hành chém lên một kiếm, răng rắc một tiếng, không trung xuất hiện dị tượng. Phương Hành chém ra một kiếm kia, thình lình khí tức cả người đại biến, ở quanh người hắn lực lượng thiên địa bị hắn dẫn động đều bị một kiếm kia mang theo, sau đó tụ ở một chỗ, bị kiếm ý thôi động hóa thành lực lượng vô kiên bất tồi, thẳng tắp chạm tới thần lôi. Sau đó thần lôi và kiếm quang va chạm, lực lượng ngập trời tán loạn, thần lôi và hư không xung quanh đồng thời bị một kiếm này chém thành hai nửa, khí lưu và lôi lực loạn thành một bầy, hóa thành lôi vân. Mà lúc này Phù Tô công tử lúc đầu ánh mắt yên tĩnh, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thần sắc đã đại biến, loạng choạng lùi lại. Hình như là trúng một kiếm này, hắn đã bị phản phệ. Cái này, trên khán đài các tu sĩ người người biến sắc. Ở trên mặt Viên lão thần tiên nguyên bản hơi có vẻ vui mừng cũng chấn kinh. Sắc mặt của Viên Linh Tiêu thì tái xanh,
chỉ cảm thấy một ngụm trọc khí ngăn ở trước ngực, chậm chạp phát tiết không ra. Đám người Kim Ô lại vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to. Mà các tu sĩ xung quanh quan chiến thì cũng đều há to miệng, thật lâu không có thanh âm hô ra, giống như là một kiếm kia của Phương Hành đã chạm diệt thanh âm của bọn hắn. Bọn họ dù đều biết thực lực của Phương Hành không bình thường, trong 100 người thì cũng có 6-7 người không tin hắn sẽ dễ dàng bị phù tô trấn áp. Nhưng dù như vậy thì cũng chỉ cho rằng hắn sẽ sử dụng pháp bảo gì ngạnh kháng, hơn nữa trơ mắt nhìn hắn dùng một kiếm chặt đứt thần lôi, trong lòng chấn kinh đã không cần phải nói. Giống như là thần linh, một kiếm chạm thiên lôi, khi nào tiểu ma đầu có kiếm ý mạnh như vậy? Trong truyền thuyết, hắn không phải là kiếm tu sở trường kiếm đạo. Mà lúc này pháp tướng của Phương Hành chậm rãi phủ xuống, chậm chậm thu tay về, lơ lửng ở cách mặt đất khoảng 3 trượng, nhìn phù tô công tử, ánh mắt có chút mỉa mai. Ta cần thời gian, vốn định chơi nhiều một lúc. Hắn thấp giọng nói chuyện, nhưng mà thanh âm dần dần lạnh lùng. Nhưng bức tiểu gia ra kiếm, vậy ngươi chuẩn bị để mạng lại tế kiếm đi. Lời còn chưa nói hết, pháp tướng quán đột nhiên xông ra ngoài, huy kiếm lại chém. Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang bay lượn, trận văn ở xung quanh phù tô công tử tan thành mây khói, sát khí lạnh lạnh thẳng bức mi tập. Không cách nào hình dung tốc độ kia, chỉ có thể cảm giác được ở trong kiếm quang ẩn chứa sát ý vô tận, càng quan trọng hơn là ý quyết tuyệt không nói rõ được. Một kiếm chém ra giống như là có lòng tin đồ diệt chúng sinh, tiên Phật không lưu. Trong nháy mắt này, sắc mặt của phù tô đại chấn, vội vàng lùi lại trốn ở giữa hư không, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một kiếm kia của Phương Hành tới quá nhanh, cơ hồ cùng lúc đó ngay cả hư không cũng bị chém rách, không trung phiêu phiêu đãng đãng, một góc áo tung bay rơi xuống. Mà pháp tướng của phù tô thì tức giận đan sen, hai mắt bắn ra cừu hận. Người có kiếm, ta không có kiếm sao? Thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, mang theo hận ý và mỉa mai ngập trời. Chả lẽ người không biết trước kia ta tu chính là kiếm đạo? Có kiếm mình vang lên, một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ trong hư không chém ra, thẳng bức Phương Hành. Sau khi xuất thủ, một kiếm hóa ba kiếm, ba kiếm hóa chín kiếm, chín kiếm độ hóa thành 27 kiếm. Không bao lâu sau, thành đình hóa thành kiếm quang phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng hiện hiện, sau đó quấn về phía Phương Hành, gào thét như gió. Kiếm quang như cá bơi, xen lẫn khăng khít không khe hở, là đạo pháp tam sinh quyết mà Phương Hành từng ở chỗ Viên Thiểu Mặc lấy được. Đinh một tiếng, trong một thức kiếm quyết này ẩn chứa oán khí vô tận của phù tô công tử, ầm ầm va chạm với kiếm khí của Phương Hành. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên vô số thanh âm chói tai, thậm chí tu vi yếu sẽ bị thanh âm này đánh rách mạng nhĩ. Kiếm quang bắn lên tung tóe, ngay cả hư không cũng bị xé rách, vô số tia chớp màu đen xuất hiện rồi chôn vùi, cơ hồ tràn ngập cả lôi đài. Mà hai pháp tướng của Phương Hành và phù tô công tử thì chớp mắt xuất hiện, lại chớp mắt biến mất, thậm chí một hơi cùng lúc xuất hiện mười mấy nơi, nhìn tự như là mỗi người đều phân ra hơn 10 hóa thân, phân biệt thi triển kiếm đạo khác biệt, hùng hằng chém về phía đối phương. Vô số kiếm pháp huyền diệu đáng sợ hiện ra, giống như là quỷ mị, lại như trích tiên. Dưới loại tình huống này, cả lôi đài thành đình đã không có chỗ đặt chân, ngay cả tu vi như là long nữ lúc này cũng chỉ có thể ôm nữ hài thì pháp chúng đỡ kiếm quang vô tận, sau đó phi thần thoát ra lôi đài, vọt vào trong trận doanh của Đại Tuyết Sơn. Mà tu sĩ xung quanh quan chiến lúc này đã sớm sợ ngây người. Thần tử Viên gia và con rơi đại chiến, thành đình hóa thành hai loại kiếm đạo chí cao quyết đấu. Kiếm của Phương Hành ma khí cồn đãng, chém chết hết thầy, quyết tuyệt đáng sợ. Mà kiếm của thần tử Viên gia thì huyền ảo vô địch, liên tục không ngừng. Người chỉ là kẻ thất bại bỏ giờ nửa chừng, lại có thể hiểu được tiên anh diệu dụng sao? Trong kiếm quang ngập trời, thanh âm của phù tô công tử thình lình truyền ra, vậy mà vẫn còn dư lực. Một tháng trước ta kết thành tiên anh, từ đó cảm ngộ đại đạo thế gian vạn vật. Đại khái ngươi còn không biết, Viên gia ta vốn có tam đại tiên pháp, một là trảm yêu thuật, một là đãng ma thuật, một là phong tiên thuật. Ngươi có thể phá đãng ma thuật lại có gì hiếm lạ? Bởi vì cái kia vốn là ta một tháng trước thành tựu tiên anh mới bắt đầu tu hành, trảm yêu thuật này mới là kiếm đạo ta từ nhỏ tu hành. Trong giọng nói quán, kiếm khí càng ngày càng mạnh, càn quét một vực, áp chế Phương Hành nói không ra lời. Mà ý tứ trong lời nói của hắn là càng làm cho người nghe kinh sợ, không biết có bao nhiêu người theo bản năng nhìn về phía Viên lão thần tiên. Trong giới tu hành, tu sĩ thọ nguyên đã lâu đại khái là từng nghe nói Viên gia vốn có ba đạo tiên pháp, một là trảm yêu thuật, hai là đãng ma thuật, ba là hai là đãng ma thuật, ba là phong tiên thuật. Về sau bởi vì ba tiên pháp thành danh quá thịnh,
vì tránh né tai kiếp trong u minh, lúc này mới sửa lại danh tự. Đãng ma thuật chính là thiên cơ ngũ lôi pháp, thanh danh truyền khắp thiên nguyên. Phong tiên thuật thì đổi thành hỗn nguyên độ ma kinh. Trảm yêu thuật chính là đạo pháp tam sinh quyết. Ba đạo tiên thuật này chính là căn cơ lập tộc của Viên gia. Tộc nhân từ trước tới nay sẽ ở thời điểm trúc cơ liền chọn một loại tu hành cho tới tận hôm nay. Trải qua vạn năm, ngoại trừ Viên gia lão thần tiên cơ duyên xảo hợp tu đủ ba đạo tiên pháp thì không ai có thể kiêm tu hai đạo. Mà trong lời nói của Phù Tô công tử hiện lộ ra ý tứ lại làm cho người ta kinh ngạc. Hắn vốn là tu đạo pháp tam sinh quyết, cũng chính là trảm yêu thuật. Việc này mọi người đều biết, cho nên vừa rồi hắn thi triển thiên cương ngũ lôi pháp trấn áp Vương Hành mới khiến cho mọi người kinh sợ. Nhưng mà khiếp sợ tới đâu thì cũng không dọa người bằng lúc này hắn nói. Ngũ lôi pháp kia hắn vừa mới tu hành không đến một tháng, chỉ một tháng liền tìm hiểu thiên cương ngũ lôi pháp khó khăn nhất, thậm chí khống chế đạo thiên lôi thứ ba. Nếu cho hắn một năm, thậm chí trăm năm thì sao? Có phải hắn sẽ tu thành ba đạo tiên pháp, thậm chí phát huy ra uy lực mạnh nhất của đạo tiên pháp hay không? Trên tiểu hỏa phong, người người sắc mặt tái xanh, thậm chí là đáy mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã có chút minh bạch. Vừa rồi viên lão thần tiên tán dương viên gia có người kế tục là ý gì? Nguyên lai không phải là chỉ mình Phù Tô tìm hiểu thiên cương ngũ lôi pháp trở thành người thứ hai lĩnh ngộ lôi pháp kế hắn, mà chỉ thiên tư của hắn. Tiên anh quả nhiên thần diệu, hắn có bản lĩnh bậc này tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Bất quá phần chấn kinh này cũng không kéo dài quá lâu, lại bị thanh âm của một người khác hấp dẫn. Đại đạo sơ thành, thần thông tự hiện. Trên lôi đài, Phù Tô công tử thi triển đạo pháp tam sinh quyết mình am hiểu nhất, thần uy quả nhiên là vượt xa thiên cương ngũ lôi pháp, cơ hồ trấn áp kiếm khí sắc bén của Phương Hành. Trong tiếng oanh minh, các tu sĩ quan chiến gần như là không biết hiện tại Phương Hành sống hay là chết. Thẳng đến thanh âm của hắn mang theo ý trào phúng nhàn nhạt, lần nữa vang lên. Vừa rồi ta suy nghĩ, bản mệnh thần thông của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nguyên bản là cái này. Oanh một tiếng, trong thanh âm, trên lôi đài, ở dưới một mảnh kiếm hải ngân sắc trấn áp, một tia khói đen đánh tan kiếm quang vô tận, xông lên trời. Trong khói đen, pháp tướng Phương Hành ba đầu sáu tay điều khiển ma kiếm, biểu lộ trên mặt mỉa mai quá rõ ràng. Lợi hại thì có lợi hại, nếu để cho người đầy đủ thời gian, đây chẳng phải là có thể thành tồn tại vô địch. Bất quá đáng tiếc. Nói chuyện, khí tức ma kiếm càng lúc càng thịnh, cuối cùng thình lình xuất hiện sáu oán linh màu đen vòng quanh mũi kiếm bay múa, giống như là kiếm linh đều mang theo khí tức nguyên anh cường đại. Trên tiểu hỏa phong, các gia chủ thấy sáu oán linh kia trực tiếp kinh hãi đến ngay cả lời nói cũng không ra. Ở trong các tiểu bối quan chiến càng có người trực tiếp khóc giống quỳ xuống, bởi vì sáu oán linh kia là sáu cao thủ chết thảm trong Ma Uyên. Bọn họ rõ ràng là thần hồn tiêu tán, ngay cả mệnh đăng cũng dập tắt, nhưng hôm nay lại sinh động như thật, mang theo thần sắc thống khổ mà buồn bã xoay quanh ma kiếm, làm khí tức của ma kiếm càng ngày càng mạnh. Thời điểm khí tức ma kiếm tăng cường, Phương Hành đáp xuống một kiếm chấm thẳng về phía Phù Tô, thanh âm của hắn vang khắp nơi. Hôm nay người nhất định chết điều ở đây, không có cơ hội trưởng thành. Tiền anh lại như thế nào? Khả năng trưởng thành vô hạn lại như thế nào? Ta có chân bà kiếm chuyên môn trảm thiên kiêu. Nếu như tương lai người vô địch, và ta chấm tương lai của người. Phương Hành tay cầm ma kiếm từ không trung đáp xuống, sáu oán linh ở trên thân kiếm đều há to miệng phát ra gào thét im ắng. Một cỗ khí tức buồn bã từ trên kiếm lan ra, xen lẫn kiếm khí của ma kiếm cuốn về phía Phù Tô, hùng phong cực thịnh, có loại cảm giác hạ xuống từ trên trời, ngạnh xanh nghiền ép. Ở trong thanh âm ầm ầm, một kiếm này đụng vào vô tận kiếm hải do Phù Tô huyễn hóa ra, sau đó tựa như là lưỡi dao cắt đậu hũ, vỡ nát tất cả kiếm quang, ngạnh xanh chấn Phù Tô bay ra ngoài. Mặc dù kiếm đạo của Phù Tô rất mạnh, nhưng lúc này còn kém xa kiếm đạo quán. Trong nháy mắt Phù Tô có thể chém ra 4-5 kiếm, nhưng Phương Hành có thể trốn tránh, có thể ngăn cản, không cần đón đỡ một kiếm. Nhưng Phương Hành mỗi ra một kiếm lại đều sắc bén quyết tuyệt, không thể không làm cho Phù Tô toàn lực ngăn cản. Không có khả năng, không có khả năng! Phù Tô liều mạng kêu to, một kiếm tăng vọt ra ngoài, kiếm khí càn quét, hình thành đủ loại kiếm quang quỷ dị công kích về phía Phương Hành. Nhưng đối mặt với kiếm quang trước mắt, Phương Hành lại hung hãn như là ma, pháp tướng không chế mà kiếm, vậy mà đối cứng lấy kiếm quang. Mỗi một kiếm chém ra đều vỡ nát không biết bao nhiêu kiếm quang, như hoa tuyết bay là tà. Mà hắn thì ở trong một mảnh bông tuyết, nhanh chân đạp vào, hung tợn bước về phía Phù Tô.
giống như là một ác ma cường đại đến căn bản không thể ngăn cản. Hôm nay tiểu gia xuất hiện là tới chém chết ngươi. Trong tiếng kêu to của Phù Tô công tử, Phương Hành ầm ầm đánh nát kiếm quang vô tận, lao thẳng đến Phù Tô. Hắn lúc này vận chuyển đã không chỉ là ma kiếm, mà còn gia trì võ pháp ghi lại trên phá trận kinh. Phía sau một mảnh chiến trường đẫm máu hiển hóa, sát khí vô tận gia trì ở trên kiếm của hắn, khiến cho kiếm ý kinh nhân, vô kiên bất tồi, giống như là ác ma xông tới gần Phù Tô. Sau đó pháp lực tăng vọt, hung hăng chém về phía cổ của Phù Tô. Nghiệt chứng kia thi triển đến tục cùng là loại kiếm đạo gì? Sao ma ý nặng như vậy? Thời khắc này ngay cả Viên Linh Tiêu cũng nhịn không được hét to một tiếng, hai mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhất thời không chú ý, trong lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Ngược lại là Viên lão thần tiên nhìn Phương Hành hung hãn vô địch, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi thật sâu. Không có khả năng, không có khả năng, ta chính là tiên anh, có thể dòm đại đạo bản nguyên, tu hành tiên pháp làm ít công to, người sao có thể hơn ta được? Mà lúc này Phù Tô bị Phương Hành dồn đến một góc lôi đài, giống như là cừu non đợi làm thịt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, liều mạng kêu to. Nhìn pháp tướng của Phương Hành vọt tới, mà ý đã cường đại đến để hắn cảm giác được cả người rét run. Hắn thậm chí cảm nhận được hoảng sợ, mà ý hoảng sợ kia để hắn vừa thẹn vừa giận. Thời khắc tuyệt vọng mới mang vẻ tuyệt nhiên, một bên kêu to, một bên chém ra ngoài. Nói đến kỳ diệu, đáy lòng hắn sinh ra hoảng sợ. Vậy mà trong lúc vô hình xúc động một dây cung ở dưới đáy lòng quán, mà dây cung kia khẽ động cũng khiến trái tim hắn run lên. Đạo pháp tam sinh quyết ở thời khắc này bước vào một loại cảnh giới mới. Một kiếm chém ra, quang ảnh rung động hóa thành ba kiếm, nhưng còn chưa xong, ba đạo kiếm quang vừa xuất hiện đã trốn vào hư không. Sau đó kiếm quang kéo dài, phân thần hóa niệm, ba hóa chín, chín hóa 27, trong nháy mắt giống như là 27 Phù Tô đồng thời hiện hóa, tất cả cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đồng thời chấm về phía Phương Hành một kiếm mạnh nhất của mình. Tất cả kiếm quang đều bao phủ thành một tấm lưới lớn, vây Phương Hành ở trong đó. 27 kiếm thiên cường ngũ lôi pháp, đây cơ hồ đã là cảnh giới chí cao mà Phù Tô có khả năng thi triển ra. Đạo pháp tam sinh quyết huyền diệu vô song, có thể một kiếm sinh, ba kiếm hóa chín, nhưng mà cũng cần có thời gian, địch nhân không có khả năng đứng ở nơi đó, mặc cho ánh kiếm của người tùy ý kéo dài. Cho nên muốn phán đoán người tu luyện tiên pháp này tới đâu, là có thể trong nháy mắt chạm ra bao nhiêu kiếm. Lúc đó Viên Thừa Mặc cũng là thiên kiêu viên gia, nhưng trong nháy mắt chỉ chém ra 9 kiếm. Vừa rồi đấu kiếm, Phù Tô cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trong nháy mắt chém ra 9 kiếm. Nhưng vào lúc này, hắn giống như là bị Phương Hành bức ra tiền lực, vậy mà ở trong ác đấu ngạnh xanh tăng lên một cảnh giới, trong nháy mắt chém ra 27 kiếm, ngay cả chính hắn cũng chấn kinh. Tư chất quá tốt rồi. Trong chớp mắt, ngay cả Viên lão thần tiên và Viên Linh Tiêu cũng ngồi ngay ngắn, ở con mắt không nháy nhìn xuống. Ngay cả bọn họ xem như là hiểu rõ Phù Tô công tử thì cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thế nhân đều biết tiên anh tốt, nhưng có mấy người đều thực hiểu rõ tiên anh kinh khủng. Chỉ một tháng thời gian luyện thành thiên cương ngũ lôi pháp không nói, thậm chí ngay cả đạo pháp tam sinh quyết cũng đột phá hai đại cảnh giới, ngạnh xanh từ lúc đầu ba kiếm hóa thành chín kiếm, bây giờ trong quá trình đấu pháp đột phá lại phá một cảnh biến thành 27 kiếm. Loại tốc độ phát triển này khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tiềm lực của hắn còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Khó trách ngay cả thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng, nhận định tương lai có thể dựa vào bọn họ chống đỡ đại kiếp. Nguyên bản Viên lão thần tiên còn có một tia áy náy với Phương Hành, lúc này đã bị thiên phú của Phù Tô hòa tan. Dù sao bây giờ Phương Hành mạnh, lại chưa từng thấy qua kiếm đạo, dựa vào chỉ là ma ý, mới nhìn còn giống như là hắn dùng tà pháp gì luyện hóa sáu thần hồn gia trì ở trên kiếm thành tựu ma công. Mà Phù Tô bày ra mới thực sự là tiềm lực, một loại tiềm lực thành tựu vô hạn ở tương lai. Không tốt. Kim Ô nhảy dựng lên, lồng vũ dựng ngược. Đám người Lệ Hồng Y cũng lo lắng, ở trong nội tâm thậm chí cảm thấy có một loại tuyệt vọng. Cao thủ đấu pháp, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Phù Tô đã nghịch chuyển sinh tử, đẩy Phương Hành vào tử địa. Đối mặt với kiếm quang của Phù Tô, Phương Hành chỉ có thể ra sức vung vẩy ma kiếm cưỡng ép ngăn trở. Bành một tiếng, 27 đạo kiếm quang đồng thời nổ tung, đâm vào trên thân kiếm của Phương Hành, ngạnh xanh đánh thân hình quán lùi lại gần trăm trượng, sắc mặt tái xanh. Nghiệt chướng, nhận được cái chết đi. Phù Tô công tử thì hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt đại hỉ, đạp ra một bước, cưỡng ép áp chế tâm tính kích động của mình, hai tay chấn động vận chuyển đạo pháp tam sinh quyết. Sau đó kiếm quang chém ra hóa thành mưa kiếm. Không giống đa số kiếm quang hư ảnh khác, lần này mưa kiếm đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Mỗi một kiếm đều tương đương với 27 hắn
toàn lực chém ra. Tiên pháp thật lợi hại, từ chất đáng sợ. Và lúc này ngay cả người trẻ tuổi của tiểu tiên giới kia thì cũng thấp giọng trầm ngâm, tinh quang bạo phát. Mưa kiếm như nước thủy triều đã bao phủ lấy Phương Hành. Đại trận chiến này sắp muốn kết thúc rồi. Trái tim các tu sĩ đều đã nâng lên cổ họng. Nhưng lúc này tiếng cười tùy tiện của Phương Hành đột nhiên vang lên, truyền khắp bốn phương. Ta làm sao càng ngày càng cảm giác người trời sinh đã bị tiểu gia khắc chế. Đối mặt với phù tô phúc trí tâm linh chấm ra 27 kiếm, tiếng cười của Phương Hành lộ ra khinh miệt, lại hung hăng ngang ngược, thậm chí còn mang theo vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó ở trong nháy mắt, hai cánh tay khác rơi lên, lúc lên lúc xuống, một âm một dương, chậm rãi xoay chuyển như là cối xay. Sau đó dẫn động lực lượng thiên địa đáng sợ, khí cơ điền thành một khối. Cũng vào lúc này, thân hình hắn ngừng lại, chân đạp mặt đất, lần nữa bay thẳng về phía trước. Bành một tiếng, nơi chân hắn đạp xuống bị rung ra một cái hố to. Thân hình của hắn thì như là sao trời phóng lên trời. Ở trước mặt hắn chính là vô số kiếm quang do phù tô chém ra, mỗi một đạo đều có lực lượng đáng sợ. Một màn này tựa như là Phương Hành đang chủ động tìm chết, xông vào khu vực lực lượng mạnh nhất của phù tô. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, nơi thân hình của hắn đi qua, lực lượng thiên địa mãnh liệt, mỗi một đạo kiếm quang do phù tô chém tới nhìn như là nhắm ngay hắn. Là ở trước khi chém tới người đã bị lực lượng vô hình kéo lôi kéo, hiểm lại càng hiểm, trượt ra ngoài, tự mình đánh chém lẫn nhau, tiêu tan hủy diệt. Nửa bước đạo pháp dẫn dắt khí cơ thần lực, ở trong kiếm quang như mưa, thần pháp của Phương Hành tiêu dao như tiên, như ẩn như hiện, xen kẽ ở giữa kiếm quang vô tận, giống như là hành tẩu trong bụi hoa, phiến lá không dính vào người, ngẫu nhiên mới có thể vung một kiếm đánh rơi kiếm quang tránh không khỏi. Cái này làm sao có thể? Con mắt phù tô trấn đỏ như máu, cắn răng chém ra một kiếm sau cùng, nhưng vẫn vô dụng. Thân hình của Phương Hành có chút không nhanh, nhưng mà sải bước lao lên hắn, lại không có tận lực trốn tránh hoặc đón đỡ. Tất cả kiếm quang chém về phía hắn đã mất đi khống chế, nhao nhao vòng quanh, thậm chí là va chạm với kiếm quang khác, làm cho người ta có một loại ấn tượng giống như là ngay cả kiếm quang này cũng sợ hắn, trốn tránh hắn. Hơn nữa trong cảnh tượng kinh nhân kia, hắn còn thẳng tắp vọt tới trước người mình, sau đó thả người bay lên giữa không trung, một cước đạp xuống. Bành một tiếng, lần này không phải là phù tô bị đạp bay ra ngoài, mà từ trên cao đạp xuống lại xuất kỳ bất ý, khiến cho thân thể của gã nhã ngã nhào, làm lôi đài vỡ nát, dẫm ở dưới chân. Người có đại đạo pháp, điều ra không có sao? Phương Hành ở trên cao nhìn xuống, con mắt nhìn phù tô sung huyết, cầm kiếm vỗ vỗ mặt quán, cười lạnh nói. Các tu sĩ thấy phù tô công tử biểu hiện ra thiên tư kinh khủng mà kinh ngạc, kinh hồ còn chưa ra kêu ra miệng, lại đột nhiên im bặt, giống như là một cước kia không chỉ đạp phù tô công tử ngã xuống mặt đất, còn dẫm trên lồng ngực của bọn hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối với các tu sĩ xung quanh quan chiến mà nói, một giây trước bọn họ đã thấy phù tô đại phát thần uy, lâm trận đột phá, thi triển 27 kiếm, giống như là hóa thân 27 phù tô, thế lực chém ra một kiếm, tiểu ma đầu xa xa bắn ra ngoài. Một giây sau liền nhìn thấy thân hình Phương Hành giống như là sao băng vọt vào trong mưa kiếm ngập trời, cơ hồ ở trong chớp mắt liền xuyên qua mưa kiếm vô tận, vọt thẳng tới trước mặt phù tô. Sau đó thân hình phóng tới giữa không trung, như là hoa sen xoay chuyển, một cước đạp xuống. Sau đó phù tô công tử vừa mới nở rộ thần uy đã bị hắn đạp ở dưới chân. Một cước này nặng như vậy, ngay cả pháp tướng của phù tô công tử cũng bị hắn đạp về ở trong thân thể. Một màn này làm ngay cả đám người viên lão thần tiên cũng khiếp sợ đến trực tiếp đứng lên, và mặt khó có thể tin. Mà phù tô công tử sau khi Phương Hành vũ nhục đạp ở trên lồng ngực quán, đồng thời khinh miệt dùng thân kiếm vỗ vỗ gương mặt, càng tức giận giống to. Nhưng chưa kịp hô thì đã phốc một tiếng, quẹ ra một ngụm máu tươi. Ngược lại là Phương Hành cảm giác cực kỳ đắc ý, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Đại khái phù tô cũng không nghĩ tới đại đạo pháp của Phương Hành vừa lúc khắc chế tiên thuật quán. Nguyên bản nửa bước đại đạo pháp của Phương Hành không được đầy đủ, nhưng hết lần này tới lần khác, đạo pháp tam sinh quyết của hắn vốn là một kiếm hóa ba, phân biệt từ ba phương hướng khác nhau công kích một chỗ kiếm chém ra, đều giống như là mình hóa thành ba người, hơn nữa là ba người cường đại giống như mình chém về phía đối thủ. Nhưng hắn vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới Phương Hành không sợ nhất chính là cái loại vây công này. Cũng chỉ khi 27 kiếm quang đồng thời xuất hiện, hắn mới dễ tá lực đả lực, mượn lực lượng của phù tô đánh lại phù tô. Loại trùng hợp trong u minh này thật để cho người khác giờ khóc giờ cười. Ta là tiên anh, người có dũng khí khinh miệt ta? Đến lúc này tự hồ phù tô công tử cũng không muốn tin tưởng một màn này xuất hiện, miệng đầy là máu, vẫn đang cực lực hét lớn. Phương Hành nhìn hắn, ý mỉa mai càng ngày càng đậm, lạnh đạnh cười nói. Ta lười khinh miệt người,
Hắn gãi đầu, vung lên ma kiếm, tự nhiên là muốn chém xuống, nhưng lại do dự một chút, đá ra ngoài một cước. Ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật, nhưng ta chỉ xem ngươi là đá cây chân mà thôi. Oanh một tiếng, Phù Tô công tử bị đá giống như là diều đứt dây, bay lên giữa không trung. Sau đó hắn quay người vùng kiếm. Bất quá Phù Tô công tử đã được chút cơ hội, theo bản năng vận chuyển pháp lực cản lại một kiếm này, nhưng kiếm quang chưa tiêu, Phương Hành đã vọt lên, lấn đến gần bên cạnh hắn, sau đó trở tay vỗ một trường, tát lên mặt của Phù Tô công tử. Tiên anh đầu tiên từ thượng cổ tới nay bị tát bay ra ngoài, chợt thêm mấy trượng nối ngừng. Thân ảnh của Phương Hành thì đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến phía sau hắn, mũi chân vẩy một cái, hất hắn bay lên ngược giữa không trung, lại thêm một cước. Hành hung sao? Hắn ở trên đệ tam lôi, ở trước vô số tu sĩ quan chiến, hành hung Phù Tô công tử. Một màn này thật quá là kinh người. Phù Tô công tử chính là vị tiên anh thứ nhất từ thượng cổ đến nay, Viên gia thậm chí thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng cao. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà chính trận đầu tiên đã bị Phương Hành đường hoàng đánh bại rồi, sau đó ở trước mặt các tu sĩ hành hung. Sao lại như vậy? Lúc này ở trên tiểu hoa phong, đám người viên lão thần tiên quá sợ hãi, nhanh chóng lao ra. Lúc này hắn và viên linh tiêu là bị dọa sợ, Phù Tô lại thua ở trong tay của ma đầu, thật vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bất quá vào lúc này, bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, càng thêm lo lắng là nếu ma đầu kia thật một kiếm chấm Phù Tô, đây chẳng phải là gãy mất hy vọng của viên gia. Đây chính là tiên trùng, hơn nữa là tiên trùng tiềm lực đã bị bọn họ nhìn thấy, tương lai thành tựu không thể đoán được, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định thì có thể trưởng thành đến độ cao mà người khó có thể tưởng tượng. Hạt giống như vậy, người viên gia làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết chứ? Oanh một tiếng, viên lão thần tiên và viên minh tiêu căn bản không có thương nghị, nhưng mà dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên phối hợp khăng khít, viên lão thần tiên bước ra một bước đã đến trước lôi đài, sau đó đại thủ ầm ầm đánh xuống, phù văn vậy vây xung quanh lôi đài phản kích ra thần quang vô tận, giống như là thủy triều cuốn về phía hắn. Thân hình của viên lão thần tiên lại bất động, hai tay chống lên tiếp dẫn tất cả phù văn phản kích, trong miệng quát khẽ: cứu người! Viên đình tiêu không dám chậm chạp, trong mắt lóe lên tử quang, chỗ ánh mắt chiếu tới thình lình hiện hóa ra đạo đạo lực sĩ, người khoác trọng giáp, đều cầm thường cầm kích, binh khí ở trong tay tỏa ra thần quang, ngạnh xanh xông về phía đệ tam lôi. Viên đình tiêu thì sau lưng đám lực sĩ sải bước chạy tới lôi đài, muốn xông vào cứu người. Chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao. Động tác cuồng bạo của hai người này làm Phương Hành ở trên lôi đài giật nảy mình, kế hoạch muốn kéo dài thời gian đã không thể thực hiện được, chỉ có thể trước liều một cái, trở tay kéo Phù Tô qua, ma kiếm vùng lên muốn cắt cổ đối phương. Người có dũng khí! Viên Ninh Tiêu hét lớn, thân hình cuồng bạo vô biên, ở trong chớp mắt vọt tới bên cạnh lôi đài. Mượn cơ hội viên lão thần tiên gánh hết lực lượng của phù trận, hắn muốn xông vào trong võ đài đánh chết Phương Hành. Tu vi quán cao cường, lại có viên lão thần tiên thay hắn sáng tạo cơ hội. Trong chớp mắt, ngay cả Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tà Vương cũng không ngăn kịp, trơ mắt nhìn hắn vọt tới trước lôi đài, sắp bước đi vào. Thế nhưng lúc này, xa xa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ: 700 năm đi qua, các người vẫn như vậy. Theo tiếng thở dài kia, giữa thiên địa có gió lớn nổi lên, mây đen che đầy mặt trời, thế gian một mảnh lờ mờ. Trong không gian lờ mờ, chỉ có một người thánh khiết, trắng lóa mắt, tàn ra quang mang như là trăng sáng. Người nọ từ trên trời giáng xuống, nhìn như là chậm chạp, lại vừa đúng ngăn ở trước người của viên đình tiêu. Mái tóc bạc trắng theo gió phấp phới, bộ dáng lại tuân mỹ như tiền, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt không có một chút tình cảm. Một ngón tay điểm ra ngoài, sau đó giữa thiên địa đại biến, đạo đạo thần quang màu tím lăng không xuất hiện, răng khắp nơi, lại sắc bén như là mũi kiếm. Tất cả lực sĩ vọt về phía lôi đài đều bị hắn xoắn thành bột mịn. Mà thần quang vẫn còn chưa biến mất, vẫn thẳng tắp phóng về phía viên linh tiêu. Là ngươi! Viên linh tiêu bị công kích bất thình lình giật nảy mình, tay áo vung vẩy bố trí xuống đạo đạo phòng ngự, thân hình lại không cầm được thần quang bước lui, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi! Hắn vội vã nói nửa phân nửa, nhưng cuối cùng kiềm chế xuống, biến thành ngữ khí lãnh khốc: người rốt cục xuất hiện. Ta xuất hiện. Nam tử tóc trắng rất bình tĩnh, nhạt nhạt mở miệng, đứng chắp tay, chỉ có áo bào phần phật bay đêm. Nhìn nam tử này, Viên Ninh Tiêu nhất thời nói không ra lời, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng, đầy sát khí. Mà viên lão thần tiên thì cũng cực kỳ khiếp sợ, hai tay chậm rãi thu hồi, còn người lúc đầu còn có chút giận dữ, và lúc này trở nên nhu hòa tới cực điểm, đáy mắt như lướt qua vô số hồi ức, phong mang ở trên người ảm đạm,
Ngay cả người tự hồ sát nà nam tử tóc trắng này thì xuất hiện già đi rất nhiều, thậm chí nhiều hơn một ít ai nấy. Lão tổ mạnh khỏe, Thiếu Bạch thỉnh an. Ở trong ánh mắt phức tạp của viên lão thần tiên, nam tử tóc trắng lặng lặng mở miệng, nhìn viên lão thần tiên vái chào thi lễ. Được. Viên lão thần tiên như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ nói một chữ liền không nói được nữa, chỉ cua cua tay áo. Người này là người 700 năm trước mưu phản viên gia. Hư không vắng vẻ, không biết bao nhiêu người bị một màn này khiếp sợ, nhất là người hiểu viên gia càng hít vào một ngụm khí lạnh. Bên Bắc Minh tộc, Bắc Minh gia chủ tới tham gia giao trì tiên hội cũng run lên, ánh mắt phức tạp. Hắn nhận ra người này chính là 700 năm trước đã từng vì viên gia mang đến họa loạn không nhỏ, Viên Thiểu Bạch. Mà bên Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Đạo, Đại Bằng Tà Vương thần sắc cổ quái, đáy mắt nhất thời nổi trận đôi đình, nhất thời thở dài, hình như cả người không biết nên giận hay là nên cười. Hắn nhận ra được người này chính là lúc trước hắn đại náo Nam Chiêm Bộ Châu, đã chạy tới Thành Vân Tông cướp đoạt linh dược chữa thương, đột nhiên xuất thủ một chỉ liền chấn áp hắn trọn vẹn 300 năm không thấy mặt trời, Bạch Thiên Trưởng. Trong sân gió lạnh rít gào, bầu không khí ngưng trọng, ngay cả người vây xem cũng không dám mở miệng nói chuyện, đè nén đáng sợ. Thiếu Bạch, tránh được, để cho con của ta đi ra. Cuối cùng Viên Ninh Tiêu lo lắng cho hài nhi của mình, dẫn đầu mở miệng trước. Thế nhưng Bạch Thiên Trưởng không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước thời điểm hài nhi của ta và ngươi rút đi đạo nguyên, các ngươi có cho hắn một con đường sống không? Hắn quay người lại, nhìn về phía lôi đài một chút, nhẹ nhàng cười lạnh, lại nói. Lúc hài nhi của ta bị tiểu tiên giới lấy ra làm dê thế tội, các ngươi có cho hắn một con đường sống không? Lúc các ngươi để hắn vào Ma Uyên, có cho hắn một con đường sống không? Ánh mắt của Viên Đình Tiêu trầm xuống, lửa giận vạn trượng, nhưng không có lập tức trả lời. Phương Hành phản ứng lại kêu lớn, không có, hoàn toàn không có. Bạch Thiên Trượng nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Viên Đình Tiêu, thần sắc trở nên lạnh lùng, mang theo sát cơ nhàn nhạt, thấp giọng nói, đã không có, vậy ngươi thử một chút xem ta có nhường đường cho ngươi hay không. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.